hỏi: Xin thỉnh giáo hòa thượng về vấn đề liên quan đến xá lợi. Con người nói đó là đá sỏi. Con người nói có khi từ một viên nó biến thành hai viên, hoặc có khi nó sẽ biến mất. Xin Ngài giải thích. Đáp: Những gì tu hành trì giới thì mới có xá lợi, như không sát sanh, không trộm cướp, chủ yếu là không tà dâm. Vì không tà dâm nên mới không bị mất cái bảo quý trong thân. Vậy cái bảo quý đó là gì? Tôi tin là mỗi người đều tự biết cả. Cái gì là sanh mạng căn bản của chính mình, tôi cũng không cần phải nói quá nhiều như vậy. Nếu quý vị không có hành vi tà dâm, tự nhiên sẽ có xá lợi chiếu sáng rực rỡ và còn cứng rắn hơn cả kim cương. Vậy vì người ta nói một viên xá lợi biến thành hai, đó là lời đồn đãi của một số người. Bởi tôi không có học hóa học, không có thực nghiệm qua, và tôi cũng không có thí nghiệm về xá lợi ra làm sao, cho nên tôi không có kinh nghiệm này. Tôi chỉ có thể bảo cho quý vị biết là nếu giữ giới luật thì sẽ có xá lợi, còn không giữ giới luật thì không có xá lợi, vậy thôi. Ý Ngài nói rằng nếu muốn có xá lợi thì bản thân mình phải thanh tịnh, phải không? Đúng vậy, phải sống độc thân, không nên thân cận nữ giới. Nếu gần gũi người nữ, e rằng có xá lợi nhưng lại là kiến miễn chay đó. Vậy người nữ cũng không được gần gũi người nam, phải không? Đúng vậy, cũng giống như thế. Cho nên trong Phật giáo, người xuất gia không được kết hôn, không được lăng nhăng, mà phải nên đốc thúc nhau tu hành. Nếu có những hành vi không đứng đắn, tức là không giữ giới luật, người tu hành nhất định phải rõ ràng đâu ra đó đối với vấn đề nam nữ. Nếu không rõ ràng, tức là đã lẫn lộn mắt cá với hạt châu rồi.